Rất nhiều người đã từng có ý định là phải vứt bộ bóng tối đi, nhưng mà làm sao có thể vứt được cái thứ mà không hiện hữu? Bóng tối không thể vứt đi được. Vậy cách để vứt đi bóng tối thì chỉ có cách là đem ánh sáng vào trong cái bóng tối đấy. Lên trên mạng xã hội thì rất nhiều người mình tôi nghe là họ sợ yêu. Vậy tại sao lại sợ yêu? Yêu thì nó đẹp như cái sống cực đỉnh, chết cực đỉnh. Và yêu còn có thậm chí là trong quá trình cực đỉnh hơn. Vậy sợ yêu thực tế phải nhìn nhận một sự rất sâu sắc. Nhiều người cũng nhầm lẫn việc tình yêu của họ trong khoảng ít nhất là 150 năm nay. Có những khái niệm về tình yêu mà tôi coi nó là sai. Thông thường thì tôi ít khi được gọi một cái điều gì đó là đúng là sai, và có sự phân tích phán xét của nó vào cái việc này. Tôi vẫn hay thường bảo mọi người là không có đúng có sai. Nhưng cái gì được gọi là sai thì có nghĩa là nó sai bởi vì nó đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ nó và không hề hạnh phúc với cái gọi là tình yêu đấy. 99% những cuộc hôn nhân trong tầm tôi biết và kể cả rất mọi người cũng biết, nó không thực sự là mỹ mãn và nở hoa tuyệt đối. Là thực ra yêu thực ra đang rất là hiếm hoi. Bạn nhìn thấy một ai đó đang thực sự rơi vào tình yêu. Cái từ rơi vào tình yêu tôi vừa nói chính xác là nó đang có vấn đề ở đây. Bạn không thể rơi vào tình yêu được. Rơi vào tình yêu là bạn sẽ bị văng ra. Nó như một cái cơn bão lớn. Làm sao bạn rơi vào cơn bão ấy được? Bạn rơi vào nó văng ra ngay. Cách đơn giản nhất để xâm nhập vào trung tâm cơn bão đấy thì bạn phải là cơn bão đấy và bạn phải là yêu. Có lẽ mọi người đã được học về tình yêu một cách khá quen thuộc. Là vun vén, vun đắp và là bổn phận, là trách nhiệm. Nhưng với tôi đó là những cái từ khá là xấu. Vì vậy là để hiểu này thì hy vọng là bạn có thể trở nên mong manh và yếu đuối đi một chút. Như cái cây cỏ nó sẽ mong manh theo gió. Khi cơn bão đến và qua, ngọn cỏ lại vươn lên. Còn những cái cây lớn như những chiếc cây kia chẳng hạn, có thể nó đã bị vùi dập đi rồi. Bởi vì chúng đang sử dụng cái chiều cao cơ thể của chúng, nhưng độ sâu về rễ và độ sâu vào trung tâm của nó chưa đủ cho khả năng chống chọi. Hay được gọi là cái cây đấy có bản ngã lớn. Cây đó có bản ngã lớn nên là nó chưa biết anh bão anh nào, và việc nó bị dập đi dễ dàng thôi. Còn cây cỏ thì tôi cứ thuận theo cái sự tự nhiên của nó và tôi uốn éo theo cái luồng gió đó thì sẽ không bao giờ có cảm giác đau đớn gì cả, và hôm sau nó lại trồi lên và hiện hữu. Và đây sẽ là điểm mấu chốt để xác định là tại sao lại sợ yêu. Nếu hai người trở nên yêu nhau thực sự thì hai người đó phải có khả năng nhảy vào trung tâm của nhau. Người ta gọi là cái trục ấy. Mọi vật đều có một cái trục của nó, trái đất có trục quay của nó, bánh xe có trục quay của nó. Nếu không thì nó cứ bay lung ta lung tung, không không biết đâu một lần. Thì phải có trục của nó. Bởi vì trục đây thì của con người sẽ là trung tâm bên trong mình. Nó cũng không phải là cái trái tim này.
cũng có thể gọi là trái tim, nhưng tôi hay gọi là cái mặt trời ở trong tim này. Nó sẽ không được gắn lên một cái tri thức nào từ bé lúc đấy ra. Nó không có cái khái niệm về, những cái đấy. Nó chỉ đơn giản là tâm thức của cái người đấy thôi, là những cái gì nguyên bản nhất, không một cái lớp phủ nào đắp lên nó. Hay cái từ gì dễ gọi nhất là gọi là bản ngã nhỉ. Bản ngã là những cái tôi đấy. Vậy có nghĩa là khi mà vào hẳn yêu thì bạn đây mới mất đi cái bản ngã đấy. Bạn cho người khác thâm nhập vào cái cơ thể mình, là con người mình, linh hồn mình. Thì khi mà cho một ai đó thâm nhập vào cơ thể của mình thì là sao biết được người này cuối cùng sẽ làm gì với mình được. Và điều đó có sự sợ hãi. Bởi vì bản tính của một người khi được sinh ra thì luôn dạy là nhận nhiều hơn cho. Đôi khi cũng mang danh là cho đi nhiều nhiều ấy, nhưng mà chưa bao giờ họ cho cái khả năng vô điều kiện cả. Luôn muốn, luôn có cái ý định là cho ai cái gì đó, nhưng sâu bên trong cái điều này phải dám thừa nhận cơ. Bạn phải dám thừa nhận ở đó trong chính mình đó. Có thể là không nhận lại những cái gì ngang bằng với nó, nhưng ví dụ nhận lại lời khen cũng là cái sự có điều kiện ở đây. Nhận được lời cảm ơn cũng có thể là có sự cảm điều kiện ở đây. Điều này cũng có thể là bị đánh lừa. Một bông hoa nở là một sự rõ ràng nhất cho cái gọi là tình yêu. Bông hoa đấy nó sẽ nở vào một buổi sáng, chả cần ai chứng kiến nó. Trước đấy ban đêm thì nó cũng đang phát triển, sáng sau nó nở ra, nó cho đi cái mùi hương thơm đấy đấy. Mà không phải là chỉ cho đi của nó cơ, nó chỉ đơn giản tỏa hương. Và nó được cho đi bằng những cái luồng gió tự nhiên, nó thổi đi. Và không cần bất cứ cái sự chứng kiến của ai cả. Hoa không cần chứng kiến của cái người đang đứng bên cạnh nó và bảo rằng thơm thế. Tao ghi cho mày một cái giấy chứng nhận là mày thơm. Không cần, hoa không cần chuyện đấy. Và sự cho đi đấy để hấp dẫn những chú ong. Và những chú ong đấy lại bay đến và nó lại đi thụ phấn ở hoa khác. Nhờ điều đó thì hoa lại càng ngày càng mở ra hơn, càng nở nhiều hơn. Bởi vì sự cho đi của nó đâu cần điều kiện gì đâu. Đây không phải là toán học. Thông thường toán học là cho đi thì mất nhiều. Nhưng sự nở hoa tuyệt đối là cho đi lại càng nhận được nhiều. Khi cho đi thì tự nhiên nó lại tự đẩy về. Tự nhiên lại sự lan tỏa của nó. Như một chiếc giếng nước. Bạn cho nước đi cho người này người kia thì những cái mạch ngầm ở dưới nó sẽ vẫn tuôn chảy về cái giếng đấy. Còn khi cái giếng đó thì không được cho đi mà đóng nắp lại thì mạch đó sẽ bị mất sự dòng chảy tuôn chảy tươi mới thường xuyên. Thì cái giếng lại tù động và bắt đầu có mùi của nó. Và cái mạch đấy chắc chắn là sẽ bị kín lại, không còn dẫn về đại dương nữa. Nó có sự cho đi mà không có sự hoài nghi, sợ hãi. Chính sự nhận lại, mong muốn nhận lại đấy thì đó lại là cái sự ham muốn và cái tính tham lam rồi. Tình yêu sẽ là sự, thực sự sẽ là một tình yêu khi đó là một cái sự nở hoa. Khi đó là một cái dòng chảy được tuôn trào. Nó xuất phát từ xa hơn tim. Nó là trung tâm, nó là nơi mặt trời tỏa sáng. Hay mọi người cũng có thể gọi nó là Thượng Đế, là Phật.
Từ nào cũng được, miễn sao là cái từ đấy đem đến cho bạn là sự chính mình. Là sao cũng được. Cứ để mọi thứ xảy ra theo cái cách của nó. Nếu nó xảy ra, chúng ta nhận nó. Và nếu nó không xảy ra, chúng ta không cần phải làm nó.